Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Chỉ còn 2 tháng nữa là Tổng thống Joe Biden sẽ rời khỏi Nhà Trắng, chấm dứt 4 năm sắm vai người đứng đầu nước Mỹ. Cái chuyện tội nhiều hơn công của Joe Biden thì quá rõ rồi. Nhưng điều là người ta ngán ngẩm là càng về cuối nhiệm kỳ, vị Tổng thống này càng có những quyết định có phần hơi lú lẫn, hoặc có thể là lú lẫn có tính toán. Đầu tiên là chuyện cho phép Ukraine được dùng tên lửa tầm xa bắn vào lãnh thổ của Nga. Hậu quả là gì? Là quốc gia này hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, Joe Biden có định xóa khoản nợ mấy chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và khiến cho dư luận Mỹ nổi giận vì cách làm, ăn cơm nhà vác tù và hàng tàu. Những tưởng như thế là gây phẫn nộ và bức xúc lắm rồi. Ai ngờ cụ Biden còn chơi nốt quả cuối khiến cho người Mỹ ghét cụ có lẽ rằng đến suốt kiếp luôn. Tổng thống Joe Biden vừa rồi đã tuyên bố ông ân xá cho con trai của mình Hunter Biden, người đã bị kết án vào đầu năm nay về tội liên quan đến súng và thuế liên bang. Hôm nay tôi đã ký lệnh ân xá cho con trai tôi là Hunter. Đây là lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện. Lệnh ân xá chính thức này không thể bị Tổng thống đắc cử Donald Trump hủy bỏ. Bằng cách ân xá cho con trai của mình, ông Joe Biden đã không giữ lời hứa công khai mà ông đã nhiều lần đưa ra trước đó. Tổng thống Joe Biden và người phát ngôn cấp cao của Nhà Trắng từng tuyên bố rằng, kể cả sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Joe Biden sẽ không ân xá hoặc giảm án cho con trai. Lệnh ân xá có nghĩa là ông Hunter Biden sẽ không bị kết án về những tội danh mắc phải và nó cũng loại bỏ khả năng ông phải ngồi tù. Lệnh ân xá chính thức này không thể bị Tổng thống đắc cử Donald Trump hủy bỏ nữa. Vâng, đó mới là câu chuyện đáng nói. Khi mà các thẩm phán giám sát các vụ án của ông Hunter Biden được thông báo về lệnh ân xá, họ có khả năng sẽ hủy bỏ các phiên tòa tuyên án vốn được lên lịch vào ngày 12 tháng 12 đối với vụ án súng đạn và 16 tháng 12 đối với vụ án liên quan đến thuế. Tổng thống Joe Biden cho biết trong tuyên bố rằng ông quyết định ân xá vì con trai đã bị truy tố bất công, đồng thời nói rằng ông Hunter Biden đã bị đối xử khác biệt so với những người phạm tội tương tự. Ông Biden cáo buộc những đối thủ chính trị của ông tại Quốc hội đã thúc đẩy các cáo buộc để tấn công con tôi và phản đối chiến dịch bầu cử của tôi. Ông Joe Biden cáo buộc những đối thủ chính trị của ông tại Quốc hội đã thúc đẩy các cáo buộc để tấn công tôi và phản đối chiến dịch bầu cử của tôi. Tuy nhiên, người dân Mỹ thì mỉa mai hành động này là lạm dụng chức vụ để cứu cho con trai của mình. Bởi ai cũng biết là quý tử nhà ông Joe Biden có đời sống lệch lạc đến mức nào. Người phát ngôn của Donald Trump cho biết ông sẽ đại tu Bộ Tư pháp đang bị Đảng Dân Chủ kiểm soát. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden ân xá cho con trai hôm 1 tháng 12. Nỗ lực thất bại trong việc truy cùng đuổi tận Tổng thống Donald Trump là bằng chứng cho thấy Bộ Tư pháp đang bị Đảng Dân Chủ kiểm soát và các công tố viên cấp tiến khác đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp. Không chỉ là ông Trump, một loạt nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đồng loạt lên tiếng chỉ trích quyết định ân xá cho con trai của Tổng thống Joe Biden. Bây giờ thì hãy cùng thử nghe qua bảng vàng thành tích của Hunter Biden, thưa quý vị. Hunter Biden sinh ngày 4 tháng 2 năm 1970 tại Washington, là con trai thứ hai của Lenya Biden và Joe Biden. Cuộc sống của anh đã trải qua nỗi đau rất lớn khi mà mẹ và em gái Naomi bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô vào năm 1972. Tai nạn này đã làm cho Hunter Biden và anh trai Bill bị thương nặng, khiến họ đối mặt với những chấn thương tâm lý và thể chất vô cùng nghiêm trọng. Như cha và anh trai, Hunter theo học tại trường trung học công giáo Archimer Academy ở Claymont, Delaware. Sau đó anh tốt nghiệp đại học Georgetown năm 1992 với bằng cử nhân lịch sử. Một điều đáng chú ý là sau khi tốt nghiệp, anh đã trở thành tình nguyện viên tại một nhà thờ ở Portland, Oregon, nơi anh đã gặp gỡ Kathleen và kết hôn vào năm 1993. Họ có 3 cô con gái, trong đó có Naomi Biden. Nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Hunter và Kathleen đã ly thân vào năm 2015 và ly hôn vào năm 2017. Trước khi ly hôn với Kathleen, từ năm 2016, Hunter Biden đã bắt đầu mối quan hệ cùng với Haley Oliver Biden, góa phụ của anh trai mình. Hai người quyết định sống chung ở Annapolis, Maryland. Mối quan hệ này gây chấn động cho gia đình Biden và thu hút sự chú ý của dư luận. Mãi đến năm 2019 thì Hunter và Haley mới chấm dứt mối quan hệ này. Lối sống cá nhân của Hunter Biden còn đối mặt với một loạt những tranh cãi liên quan đến vai trò làm cha của anh. Anh có cô con gái khác sinh vào tháng 8 năm 2018 tại Arkansas cùng với một người có tên là Alexis Roberts. Ban đầu thì Biden đã từ chối thừa nhận quan hệ cha con với đứa trẻ này, nhưng xét nghiệm DNA đã xác nhận quan hệ và cuối cùng Hunter Biden phải đồng ý trả tiền trợ cấp hàng tháng cho cô con gái này. Mối quan hệ kinh doanh của Hunter Biden cũng gây rất nhiều tranh cãi và nghi ngờ từ dư luận.
anh tham gia nhiều hoạt động kinh doanh và đầu tư, trong đó có nhiều quan hệ với các công ty nước ngoài. Cụ thể, Hunter đã tham gia hai công ty tư vấn và đầu tư là Seneca Global Advisors và cùng với đó là Dromang Rinica Partners. Anh cũng là thành viên hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine Burisma Holdings từ năm 2014. Công ty này đang nằm trong cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền và tham nhũng. Đặc biệt, các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden đã gây nhiều tranh cãi và nghi ngờ về mức độ ảnh hưởng của cha mình trong các giao dịch kinh doanh. Nhiều người đã đặt câu hỏi về tính minh bạch và đạo đức của các giao dịch này, đồng thời đặt ra nghi vấn về việc anh đã tận dụng tên tuổi và vị thế của cha để thu lợi cá nhân. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân của Hunter Biden cũng bị nghi ngờ và chỉ trích nặng nề vì vấn đề nghiện ma túy. Trong cuốn hồi ký Beautiful Things của mình, Hunter đã mô tả chi tiết về việc anh lạm dụng ma túy và rượu suốt cuộc đời mình. Anh cho rằng việc nghiện ma túy của mình có nguyên nhân từ chấn thương trong vụ tai nạn ô tô khi còn nhỏ. Nghiện ma túy và rượu đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của anh. Nó đã tác động xấu đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của anh. Cuộc sống của Hunter Biden cũng gắn liền với việc điều tra từ phía cơ quan tình báo và các cơ quan chức năng. Vào tháng 12 năm 2020, Hunter thông báo các vấn đề liên quan đến thuế đang bị điều tra hình sự liên bang thông qua luật sư của anh. Cuộc điều tra tập trung vào hành vi vi phạm luật thuế và rửa tiền tiềm ẩn, cũng như các giao dịch kinh doanh của Hunter ở nước ngoài, chủ yếu là tại Trung Quốc và Ukraine. Cụ thể, tháng 5 năm 2022, Hunter vay hơn 2 triệu đô để trả thuế và hỗ trợ gia đình. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, các công tố viên liên bang tại Delaware cho biết đã bắt đầu điều tra Hunter và có thể là những người khác từ năm 2018. Mục tiêu của cuộc điều tra là xác định liệu Hunter đã vi phạm luật khi không đăng ký làm người vận động hành lang theo đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài FAI hay không. Tháng 10 năm 2022, một số chứng cứ đã được thu thập cho vụ án có thể buộc tội Biden về việc khai báo sai khi mua súng cùng các tội liên quan đến thuế. Tính đến thời điểm 2023, cuộc sống của Hunter Biden tiếp tục gây tranh cãi, được theo dõi sát sao bởi dư luận và các cơ quan điều tra. Sau khi cha mình Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2021, sự chú ý vào cuộc sống và hoạt động kinh doanh của Hunter gia tăng hơn đáng kể. Mặc dù Hunter Biden đã cam kết không tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nước ngoài nào trong thời gian ăn chay anh của làm Tổng thống, nhưng các tranh cãi liên quan đến các hoạt động kinh doanh của anh trong quá khứ vẫn tiếp tục được nêu lên. Nhiều người còn nghi ngờ về mức độ ảnh hưởng của Joe Biden đối với các giao dịch kinh doanh của con trai mình, đồng thời xem đó là mối xung đột tiềm tàng trong việc quản lý quốc gia. Thêm vào đó, việc xuất bản cuốn hồi ký Beautiful Things của Hunter Biden vào năm 2021 cũng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Cuốn sách này đi mô tả chi tiết về cuộc sống nghiện ma túy và những thử thách Hunter đã phải đối mặt trong quá khứ. Nhiều người cho rằng việc viết cuốn hồi ký này có phần tìm kiếm sự chú ý và lợi ích riêng của Hunter Biden, thay vì tập trung vào việc góp phần giải quyết các vấn đề lớn hơn mà xã hội đang đối diện. Ngoài ra, cuộc sống cá nhân của Hunter Biden tiếp tục gặp những khó khăn và thách thức. Mặc dù anh đã cố gắng vượt qua việc nghiện ma túy, nhưng việc này vẫn còn là một cuộc chiến khó khăn đối với anh. Sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của Hunter tiếp tục bị ảnh hưởng bởi quá khứ của chính anh, và đặc biệt là sự chú ý soi mói không ngừng từ phía dư luận. Tóm lại, cuộc sống của Hunter Biden là câu chuyện phản cảm và được nhiều người nhận xét là xứng đáng ngồi tù. Nhưng mỗi tội anh đi nhà mặt phố, bố anh làm khủng long, thế thì việc quái gì anh phải sợ. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Tiểu Văn Hóa.